hơn 100 người trong trang phục chủ đạo là áo dài ngũ thân và một số cổ phục Việt đi qua một số tuyến phố cổ đã gây chú ý và thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Ấn tượng nhất là các đoàn tập thể áo dài dân tộc, nói chung là vui thích. Vào đầu xuân năm mới mà như thế này mà rước lễ hội như thế này thì của phố cổ này thì là rất là tuyệt vời. Đoàn rước dừng chân tại đình Kim Ngân và tiếp tục tái hiện chân thực những nghi lễ như cạo yết thành hoàng để cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, cúng tổ nghề. Hấp dẫn và cảm xúc nhất là nghi lễ dừng cây nêu ngay tại sân đình. Tuy rằng là một người sinh ra ở Hà Nội nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình có trải nghiệm mà thấy một rất là nhiều cái hoạt động văn hóa được tổ chức trong một ngày lễ Tết như thế này. Chẳng hạn như đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy dựng cái nghi lễ dựng cây nêu mà cây nêu vừa lớn mà vừa to như thế. Em cũng đã hiểu sâu hơn là về Tết Việt chúng ta được bắt nguồn từ như thế nào và có những cái ý nghĩa gì sâu sắc, sâu xa ở đó mà có thể là nó sẽ là một cái chất liệu rất là tốt cho với giới trẻ chúng em. Những cái hoạt động này thì chủ yếu là sẽ tập trung vào cho cộng đồng, giới thiệu về những cái nét đẹp, nét văn hóa qua những cái trang phục của người Hà Nội xưa cũng như là những cái giao lưu của các vùng miền để cộng đồng cùng chung tay để bảo tồn những cái giá trị di sản. Nỗ lực khôi phục Tết xưa không chỉ là cách để hoài niệm mà còn là cách để giáo dục thế hệ trẻ về những giá trị truyền thống tốt đẹp luôn trường tồn.